Mi làm gì vậy? Mi làm gì vậy con? Ừ. Mi của mẹ làm gì vậy? Làm gì rờ trái mít dữ vậy? Con thích mít lắm hả? Con thích ăn mít lắm hả? Bà nội hả? Bà nội đi rồi, bà nội đi. Bà nội đi Hội An rồi, không có nhà. Ăn nào cho ớ. Ừ. Muốn ăn nào? Ăn này. Cái nào con cũng muốn ăn hết vậy? Ăn này. Này là gì? Trái đó là trái gì? Nó đúng rồi. Trái gì vậy? Nho. Trái gì? Sô cô la. Thơm chưa? Có thơm chưa? Làm gì mà ngồi giữ trái mít canh me trái mít vậy? Bây giờ tối lắm rồi. Anh ơi. Ôi, ngày mai mới trẻ. Anh ơi. Ôi trời đất ơi. Tối hơn thấy không, trời tối rồi đâu có trẻ mít được. Ờ, ngày mai trẻ. Đó là gì vậy? Cái đó là cái bịch thôi mà. Ăn này đi vô ăn sữa. Lấy sữa cho bú đi. Như vậy.